chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 27 tháng 1 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đội tuyển U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết U23 châu Á trước đối thủ Uzbekistan. Những sự ghi nhận và ủng hộ của người hâm mộ cả nước là động lực để đội tuyển tiếp tục làm nên kỳ tích. Nhà máy chế biến mủ cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia chính thức đi vào hoạt động. Việt Nam giành 14 giải thưởng tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2018 và nhận cờ đăng cai Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019. Thưa quý vị khán giả, chỉ còn khoảng gần 3 tiếng đồng hồ nữa thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải U23 châu Á với đối thủ Uzbekistan. Và trong phần mở đầu của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin cập nhật quý vị những thông tin liên quan đến đội tuyển. Ngày hôm qua thì mặc dù thời tiết còn rất lạnh nhưng thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập cuối cùng trước trận chung kết. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã ra sân tập với một tâm lý rất thoải mái sau khi nhận được những lời khích lệ tinh thần của huấn luyện viên. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại buổi tập cuối cùng của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết tầm cỡ châu lục khiến nhiều cầu thủ U23 Việt Nam không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành thời gian để khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Có một chút hồi hộp và căng thẳng, nhưng rồi thầy cũng biết chỉ cho bọn em những cái nào để làm cho mọi chuyện nó đơn giản hơn, rồi mình tập trung nhưng mà cũng không nên căng cứng quá để có thể có cái trạng thái tốt nhất trước khi bước vào trận. Các cầu thủ U23 Việt Nam sau đó ra sân tập với một tâm lý thoải mái thường thấy. Ngoài trừ trường hợp của Đoàn Văn Hậu không thi đấu ở trận chung kết do chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể yên tâm về lực lượng với sự bình phục hoàn toàn của Đức Huy và Duy Mạnh. Các cầu thủ đã đá chính trong trận bán kết đều có sức khỏe ổn định. Sẽ có rất đông các cổ động viên Việt Nam tới sân để ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và chắc chắn các cổ động viên sẽ mang đến cho các cầu thủ cảm giác như khi được thi đấu trên sân nhà. Trận chung kết giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ chiều nay và được tường thuật trực tiếp trên hai kênh VTV2 và VTV6. Chương trình bình luận sẽ lên sóng 2 tiếng trước giờ bóng lăn. Kính mời quý vị đón xem và cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta. Chiều ngày 26 tháng 1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Huân chương lao động hạng 3 cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải vì đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á 2018. Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho huấn luyện viên Park Hang-seo, quốc tịch Hàn Quốc, đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam. Và còn trước đó, vào sáng ngày 26 tháng 1, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định tặng bằng khen cho 31 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó 21 cầu thủ được tặng bằng khen do đã có thành tích thi đấu xuất sắc. 10 cán bộ bao gồm trưởng đoàn, huấn luyện viên, giám đốc kỹ thuật, phiên dịch và bác sĩ của đội tuyển cũng được tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện và chỉ đạo. Vâng, trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á sẽ diễn ra trong một vài giờ nữa, là một trận đấu khó khăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là khi mà đội tuyển của chúng ta đã trải qua những trận đấu căng thẳng ảnh hưởng đến thể lực trước đó. Có lẽ chính vì thế mà giờ đây tình cảm của những người hâm mộ dành cho họ càng nồng nhiệt hơn. Hãy cùng chia sẻ tình cảm ấy được lan tỏa trên các trang mạng xã hội những ngày gần đây. Nếu bạn có một chiếc xe màu đỏ, thì chỉ cần thêm đề can sao vàng là đã có một lá cờ rực rỡ để đi khắp phố phường. Nếu không có một chiếc xe màu đỏ, cũng không sao cả, có rất nhiều mẫu đề can khác cho bạn lựa chọn. Thế nhưng chiếc đề can này thì chắc chắn là có 102. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang làm gì vậy? Ông ấy đang vẫy cờ cổ vũ cho những chàng trai U23 đấy. Kỳ tích này của các bạn là niềm cảm hứng dạt dào cho mọi người dân Việt Nam trong lao động. Và riêng chúng tôi có thêm động lực phấn đấu, củng cố niềm tin tất thắng trên con đường chinh phục thị trường quốc tế. Việt Nam bán lên! Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch! Rất nhiều người hâm mộ, người nổi tiếng đã gửi lời chúc may mắn, động viên đến đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi không dự đoán kết quả vì điều này có thể gây áp lực với đội tuyển. Tôi chỉ hy vọng các cầu thủ có thể chơi đúng tinh thần trận tứ kết, bán kết, như vậy là quá đủ rồi.
Linh chỉ mong các cầu thủ nhìn thấy đó là tình cảm của cả dân tộc đang hướng về họ, chứ đừng vì tình yêu thương này mà bị áp lực. Vì cho đến lúc này, các anh đã là những người hùng rồi. Trong trận bán kết, dù liên tục bị dẫn trước nhưng các cầu thủ vẫn bình tĩnh gỡ hòa. Tôi kỳ vọng rất nhiều vào cơ hội chiến thắng của đội nhà. Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tiến đến trận cuối cùng của giải vô địch U23 châu Á. Để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn, chúng ta hãy cùng nhau uống vừa phải đủ vui, không đua xe phóng nhanh vượt ẩu. Hãy là cổ động viên văn minh. Chúc đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng. Chúc đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng. Vâng, thưa quý vị, còn quý vị thì dự đoán như thế nào về kết quả của trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan chiều nay ạ? Nếu quý vị chưa có dự đoán của riêng mình thì hãy xem các nhà tiên tri như là gà trống thần tài hay cua hay là những chú chó trổ tài dự đoán kết quả của trận đấu này như thế nào ạ? Với hai khay thức ăn để trước mặt, chú gà trống của Trung Quốc đã chọn khay có hình lá cờ của U23 Việt Nam chứ không phải U23 Uzbekistan. Chú gà trống thần tài này cũng đã dự đoán U23 Việt Nam chiến thắng trước U23 Qatar ở trận bán kết. Trước đó, chú gà này gây ấn tượng với tỷ lệ dự đoán chính xác tới 100% tất cả các trận đấu của U23 Trung Quốc. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều clip vui tương tự, dùng con vật như cua, chó được người hâm mộ dàn dựng dự đoán Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết U23 châu Á. Tiếp theo bản tin sẽ là một số thông tin về các hoạt động hỗ trợ người dân các vùng khó khăn trước thềm xuân mới Mậu Tuất 2018. Đến thăm và chúc Tết chính quyền và người dân huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 100 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 100 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn. Đoàn cũng đã đến thăm chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Giới tại xã Ba, thăm già làng Y Công, người nổi tiếng với sự nghiệp lưu giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu. Với mong muốn mỗi hộ nghèo đều được đón Tết đầm ấm và sum vầy, hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 3 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn bị thiệt hại do thiên tai năm 2007 tại tỉnh Hà Giang. Mỗi hộ dân được nhận hỗ trợ cho mỗi căn nhà là 40 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm tặng quà Tết cho 50 hộ nghèo và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho một hộ gia đình dân tộc Tày có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ quân đoàn 4 và quân khu 7, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đã đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ trong năm qua. Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đón một năm mới vui vẻ, đầm ấm và mong muốn các cán bộ chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết thống nhất để hoàn thành các nhiệm vụ. Tài chính vi mô được khẳng định là kênh quan trọng để giúp phụ nữ phát triển kinh tế, tạo điều kiện bình đẳng giới. Đây là nội dung chính tại hội thảo Tài chính vi mô và cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ diễn ra trong ngày 26 tháng 1 tại tỉnh Phú Yên. Hội thảo này thì các chuyên gia tài chính, các nhà khoa học đã trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về các sản phẩm tài chính vi mô đối với phụ nữ. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, nếu chỉ dựa vào những chính sách xã hội thì phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn, khó có cơ hội phát triển kinh tế. Chính vì vậy, thời gian qua, các chương trình tín dụng giúp phụ nữ vay vốn được đẩy mạnh tại các địa phương. Chỉ riêng Ngân hàng Chính sách Xã hội, cuối năm 2017, nguồn vốn chính sách tín dụng đã giúp cho 3,6 triệu phụ nữ nghèo có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Ngày 26 tháng 1 tại tỉnh Kampong Thon của Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Phó Thủ tướng Campuchia Im Chan Lee, Bộ trưởng Nông lâm Ngư nghiệp Campuchia Vương Sakon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã đến dự. Dự án trồng cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư tại Campuchia có tổng vốn đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ. Đến thời điểm này, Tập đoàn Cao su đã trồng được 90.000 hecta tại 7 tỉnh của Campuchia với tổng giá trị đầu tư hơn 700 triệu đô la Mỹ. Mặc dù chỉ mới đưa vào khai thác khoảng 20% diện tích, nhưng dự án đã tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động địa phương. Xuất phát từ chủ trương hợp tác giữa chính phủ Campuchia và chính phủ Việt Nam, mới có sự đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư tại Campuchia. Khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su lớn nhất Đông Nam Á ngày hôm nay là khẳng định sự thành công của Tập đoàn Cao su Việt Nam khi đầu tư tại Campuchia, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Campuchia, đặc biệt là vùng nông thôn.
Theo kế hoạch đến năm 2020, tất cả 90.000 ha cao su của dự án sẽ đưa vào khai thác và sản lượng có thể lên tới 150 đến 200.000 tấn một năm. Cho nên trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều nhà máy chế biến mủ cao su được xây dựng. Chủ trương về phát triển kinh tế nhưng phải gắn với cái phát triển và duy trì thắt chặt tăng cường cái tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia. Chúng tôi thấy rằng cái việc phát triển dự án của chúng ta đến thời điểm này tại Campuchia như vậy là rất thành công. Và tôi tin là trong tương lai thì đây là một cái dự án có hiệu quả, kể cả về mặt kinh tế, kể cả về mặt xã hội, kể cả về mặt nghĩa tình, gắn bó và đặc biệt là kể cả giúp cho cái phát triển kinh tế của tập đoàn chúng tôi trong giai đoạn tới tốt hơn. Trong 10 năm qua, cùng với phát triển sản xuất, tập đoàn cũng đầu tư nhiều công trình cơ sở hạ tầng trong vùng dự án như điện, đường, trường, trạm y tế, nước sinh hoạt, chùa chiền với số tiền lên đến hơn 30 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang làm đổi thay nhanh chóng bộ mặt nông thôn đất nước Angkor, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp láng giềng Việt Nam Campuchia. Những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tourbud, mạng lưới kết nối du khách với các hướng dẫn viên bản địa giúp du khách có thể khám phá một thành phố theo đúng những mong muốn của mình. Đêm Piano Việt-Nhật lần thứ 3 năm 2018, một trong những hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật đã diễn ra tại thủ đô Tokyo. Ngày 26 tháng 1, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập. Đơn vị này sẽ hoạt động thay thế cho Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng trước đây. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh sẽ quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống vận tải công cộng hiện có như xe buýt nhanh, xe taxi, buýt đường thủy và các phương tiện công cộng sẽ xuất hiện trong tương lai như là tàu cao tốc, tàu điện, v.v. Với việc thành lập đơn vị này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên có mô hình thống nhất một đầu mối quản lý giao thông công cộng như các thành phố hiện đại trên thế giới. Địa phương này cũng đặt kỳ vọng sau 5 năm nữa, hệ thống giao thông công cộng sẽ phục vụ được từ 20 đến 30% nhu cầu đi lại của người dân. Việt Nam đã giành nhiều giải thưởng du lịch tại Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2018 vừa bế mạc tại Chiang Mai, Thái Lan. Việt Nam đã nhận được 14 giải thưởng, nổi bật là giải thành phố du lịch sạch thuộc về Huế, Hội An, Đà Lạt. Nhiều khách sạn, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội, Hạ Long, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quy Nhơn, Nha Trang, Côn Đảo cũng đã giành giải thưởng khách sạn xanh, địa điểm hội nghị, hội thảo và giải du lịch bền vững. Giải thưởng du lịch ASEAN đã được trao cho những thành phố, điểm đến, khách sạn, doanh nghiệp du lịch xuất sắc của ASEAN với tổng cộng 117 giải thưởng ở 6 hạng mục. Tại lễ bế mạc, Việt Nam cũng đã nhận cờ đăng cai Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019 tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh vào tháng 1 năm sau. Các quý vị khán giả có lẽ đã quá quen với việc đi du lịch theo tour đến các địa điểm được định sẵn và khó có thể đi theo một lộ trình của riêng mình. Tourbud, mạng lưới kết nối du khách với các hướng dẫn viên bản địa do một nhóm 5 bạn trẻ du học sinh đồng sáng lập đã ra đời nhằm giải quyết vấn đề đó. Với Tourbud thì du khách sẽ có thể khám phá một thành phố theo đúng những mong muốn của mình. Anh Robert Bradley, một du khách người Anh đã đến Việt Nam du lịch vào cuối năm 2017, là một người thích khám phá và không muốn bị gò bó bởi một lịch trình cụ thể. Anh Robert đã quyết định sử dụng dịch vụ của Tourbud để khám phá Việt Nam. Tôi đã đi khắp Hà Nội và nhiều địa điểm khác ở Việt Nam. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là khi tôi được khám phá những góc thú vị của Hà Nội mà không phải ai cũng biết đến. Để sử dụng Tourbud, du khách chỉ cần lên trang web để đặt hàng một hướng dẫn viên bản địa nơi mình sẽ tới với một thời gian đã được ấn định. Ý tưởng thì đến ra đến từ 4-5 năm trước thì mình có đi du lịch với cả hai người bạn người Canada. Trên cái quãng đường đi thì có những điều rất buồn xảy ra, giống như là có những người Việt người ta cùng muốn chặt chém khách du lịch này, hay là có những cái mà cái bẫy của khách du lịch ấy, thì đấy là những cái việc đáng buồn. Cho nên là đấy là một trong những cái động cơ thôi thúc mình có một cái ý tưởng để làm thế nào mà giúp cho cái người đi du lịch người ta có thể mở cặp mặt được và làm việc hay là được giúp đỡ bởi một cái người bản địa. Không phải những địa danh nổi tiếng hay những nơi khách du lịch thường tham quan, những hướng dẫn viên bản địa sẽ đưa du khách tới những nơi mà dân bản địa ưa chuộng, hay đơn giản là theo mong muốn của chính du khách, muốn được ăn ngon hay những nơi chụp ảnh đẹp.
Mình đã dẫn tour, cho tour bắt được 5 tour đến bây giờ rồi, và mình cũng có thêm 5 người bạn mới và vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Hiện cái tour gần nhất mình dẫn đó là một chị đến từ Nga, và khi mà chị chia sẻ với mình về Nga và mình cũng chia sẻ với chị Việt Nam thì bọn mình có một cái mối quan hệ nó rất là thân thiết. Tourbud hiện đã có mặt ở gần 30 thành phố, không chỉ ở Việt Nam mà đã mở rộng ra các thành phố trên khắp thế giới. Hiện tại thì Tourbud có những bạn người Việt ở Đức này, ở Pháp, ở Anh, ở Ba Lan. Thì những cái bạn người Việt đấy thì sẽ dẫn những cái người Việt này này. Thì người Việt này có thể là những người trẻ, hoặc là họ cũng có thể là những người lớn tuổi rồi, bởi vì họ biết tiếng Việt. Cái khách của mình, cái bạn bất đi biết tiếng Việt, cho nên họ đều đưa cái bạn những người khách du lịch đi, có thể đi mua sắm, đi ăn uống hay là đi chơi. Với Tourbud, các du khách hoàn toàn có thể nhìn một điểm đến vốn đã quá quen thuộc theo một hướng trẻ trung và hấp dẫn hơn. Vừa qua tại Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO đã tổ chức khai mạc chương trình xúc tiến quảng bá văn hóa ẩm thực với tên gọi là Test Kitchen Việt Nam. Trong bối cảnh lĩnh vực nhà hàng ăn uống tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng và hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nước ngoài như hiện nay, thì sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu thị trường, dịch vụ ăn uống đầy tiềm năng của Việt Nam. Sự kiện Test Kitchen Việt Nam có sự góp mặt của 5 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nhà hàng tại Nhật Bản, như công ty Seiyoken về món mì Kurume Ramen, công ty Azichi Farm về các món ăn được chế biến từ bột gạo, hay công ty Chimney về chuỗi nhà hàng Hananomai nổi tiếng khắp nước Nhật. Bên cạnh việc tìm hiểu giá cả thị trường, nguyên liệu, khẩu vị, thói quen ăn uống của người dân Hà Nội, những doanh nghiệp Nhật Bản này đã giới thiệu đến thực khách những sản phẩm thế mạnh và thử sức với các ý tưởng mới để đưa món ăn Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Tôi biết rằng văn hóa ẩm thực của Việt Nam rất phong phú và tuyệt vời. Các bạn không chỉ ăn cơm gạo mà còn dùng gạo để chế biến nhiều loại mì sợi như phở chẳng hạn. Có thể nói văn hóa ăn mì sợi làm từ gạo của Việt Nam đã có từ rất lâu và phát triển hơn Nhật Bản. Nhưng có lẽ Việt Nam chưa phổ biến các loại bánh mì làm từ bột gạo, nên tôi nghĩ đây cũng là cơ hội cho chúng tôi. Ấn tượng của tôi về các món phở, bún của Việt Nam là hương vị thanh nhẹ. Nhưng hình dung về món mì tonkotsu ramen của chúng tôi lại khá đậm và béo ngậy. Vì thế tôi cũng muốn thử thay đổi một chút để hương vị món ăn phù hợp hơn với khẩu vị của thực khách Việt. Trong những năm gần đây, lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống của Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng. Quy mô thị trường tăng gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm từ năm 2009 đến năm 2013, đạt mức 280.000 tỷ đồng. Thêm vào đó, theo cam kết với WTO, Việt Nam đã mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng ăn uống, hứa hẹn sự phát triển mở rộng của thị trường này trong tương lai. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp chế tạo sản xuất của Nhật Bản muốn triển khai hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đã ít hơn so với trước. Ngược lại thì doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng ăn uống lại đang tăng lên. Có thể thấy mức độ quan tâm của doanh nghiệp Nhật Bản đến thị trường tiềm năng này đang ngày một gia tăng. Chương trình Test Kitchen đã từng được tổ chức tại Thái Lan, Indonesia và đây là lần đầu tiên đến với Hà Nội. Sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 4 tháng 2 tại Trung tâm Thương mại IOMO Long Biên, Hà Nội. Đêm Piano Việt-Nhật lần thứ 3 năm 2018, một trong những hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật, đã diễn ra vào đêm ngày 25 tháng 1 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Buổi diễn với sự góp mặt của tài năng trẻ Việt Nam Nguyễn Bá Tân, 13 tuổi, và nghệ sĩ Nhật Bản Ayuko Higuchi, nữ nghệ sĩ đã giành được nhiều thành công trong giới piano Nhật Bản và từng đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ, Pháp. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Sau hai chương trình đêm diễn piano Việt-Nhật lần thứ nhất và lần thứ hai, tổ chức tại Việt Nam và Nhật Bản, nghệ sĩ piano Ayuko Higuchi tiếp tục có một đêm diễn thành công lần thứ ba tại phòng hòa nhạc Omote Sando, Tokyo. Rất nhiều giai điệu âm hưởng dân ca của Việt Nam đã xuất hiện trong các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Higuchi, nhằm giới thiệu cho khán giả Nhật Bản biết nhiều hơn về thể loại nhạc dân ca của Việt Nam. Tôi đã tổ chức buổi biểu diễn piano Nhật Việt lần đầu tiên cách đây 5 năm, đúng dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ hai nước. Tiếp đó vào tháng 11 năm 2015, tôi đã quyết định tổ chức buổi hòa nhạc piano Nhật Việt lần thứ hai. Và lần thứ ba này là đúng dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Đại diện của Việt Nam được mời tham dự lần này là nghệ sĩ piano trẻ tuổi Nguyễn Bá Tân. Sinh năm 2004,
là gương mặt được chọn tham gia liên hoan âm nhạc quốc tế thiếu nhi lần thứ tư diễn ra tại Liên bang Nga vào cuối tháng 5 vừa qua. Trước đó là giải vàng liên hoan piano châu Á Hàn Quốc Gold Prize năm 2012. Bá Tân biểu diễn cùng nghệ sĩ trẻ tài năng piano 17 tuổi Nhật Bản đã tạo sự thú vị cho khán giả của đất nước mặt trời mọc. Khi còn nhỏ thì em rất là may mắn khi được bố mẹ cho đi học piano từ rất nhỏ, khi khoảng gần 4 tuổi. Chỉ đơn giản là bởi vì là cái lợi ích để học piano thì có thể giúp một đứa trẻ có thể phát triển toàn diện hơn, phát triển cái sự kích thích của não và có thể giúp cái đứa trẻ ấy có thể tập trung hơn. Hôm nay em đã được biểu diễn bản nhạc Sonata số 2 dành cho piano. Bản nhạc này bây giờ em mới được học và em rất mong muốn được biểu diễn trước khán giả Việt Nam nhiều lần hơn nữa. Trong khuôn khổ đêm diễn piano Việt Nhật lần thứ 3, đêm diễn còn được tổ chức tại nhiều nơi khác của Nhật Bản và Việt Nam. Nghệ sĩ Higuchi đã nhiều lần tự bỏ kinh phí cho các chuyến lưu diễn miễn phí tại Việt Nam. Trong phần cuối của bản tin hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Vô Địch. Ca khúc này đã được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sáng tác sau một đêm thức trắng ngay sau chiến thắng mới đây của U23 Việt Nam. Và những ca từ của bài hát này chắc chắn cũng là những điều mà tất cả những người dân Việt Nam mong muốn gửi đến các cầu thủ của chúng ta trong lúc này. Xuống đường chúc mừng U23 Việt Nam, xuống đường ăn mừng chiến thắng tưng bừng, thầy cho bác hàng xò xứng đáng anh hùng nước Nam. Muôn chiều tâm lòng hồi hộp theo bóng lăng, vỡ hòa xung đồng đỉnh vinh quang đã đến rất gần. Ta tin vận may mỉm cười với Việt Nam, cúp vàng vô địch nhất định về tay. Ta tin vận may mỉm cười với Việt Nam, cúp vàng vô địch nhất định về tay. Việt Nam vô địch, Việt Nam ơi, Việt Nam vô địch, vinh quang Việt Nam. Xuống đường chúc mừng U23 Việt Nam, xuống đường ăn mừng chiến thắng tưng bừng, thầy cho bác hàng xò xứng đáng anh hùng nước Nam. Đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.